Rồi tiếp theo tôi hướng dẫn tiếp các bạn là nói về tổng quan cái phần mà chỉnh sửa và thêm bài viết, thêm sản phẩm trên website, chỉnh sửa bay như thế nào mới tổng quan nha, những cái phần nha cho mình nắm. Còn chi tiết chỉnh sửa như thế nào thì sẽ có những cái bài video, cái bài phía sau nha. Thì bạn nhìn nhìn trên 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 bảng chú ý cho nó biết. Rồi. Này mình không cần phải thực hành làm theo nha. Thứ nhất mình sẽ có hai phần. Phần nhất là phần phần về bài viết, dù bài tư vấn làm đẹp đi. Đây mình có cái trang tư vấn làm đẹp. Thì trang tư vấn làm đẹp đây chính là cái trang dạng bài viết. Bài viết là nó có là tiêu đề và mô mô tả ngắn ở đây. Thành tiêu đề mô tả ngắn. Đây 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 nha. Đó, thì tư vấn làm đẹp này nó thuộc phần quản lý ở trong đâu, trong admin. Thì tư vấn làm đẹp này nó thuộc phần quản lý ở trong cái bot ha. Bây giờ chạy cho bạn bot. Bot đây là quản lý bài viết, quản lý bài viết ha. Này, quản lý bài viết, tư vấn làm đẹp quản lý bài viết. Nè. Mình có thể sửa lại website, sửa lại tiếng tiếng Việt được nha. Nếu muốn sửa lại tiếng Việt thì mình vô phần General nè. Nhưng mà ai muốn xài tiếng Việt thì sửa lại tiếng Việt General. Rồi mình sẽ chỉnh lại từ ngữ là tiếng Việt ở đây nha, tại tiếng Anh. Tiếng Việt ở đây. Cho dễ nhìn nha. Rồi. Rồi nói lại nha, cái phần ở đây những cái phần mà giống như là dạng bài viết tức vô đây mình sẽ thấy nè, dạng như bài viết tin tức đây, đây là tư vấn, danh mục tư vấn làm đẹp đây, dạng bài viết thì nó được quản lý ở cái phần bài viết này. Thì bài viết nó sẽ có phân chia là bài viết và chuyên mục. Ở đây chuyên mục, chuyên mục chính là cái nhóm, group của cái bài viết. Thì trong chuyên mục mình sẽ có nhiều chuyên mục đây, tư vấn làm đẹp. Trong tư vấn làm đẹp nó có 10, sẽ có 10 bài. 10 bài viết, đúng không? Đây. Điểm đây là 10 bài viết nha. Đây. Đó. Thì bài tất cả bài viết ở đây. Tất cả bài viết ở đây mình sẽ nó ở trong trang quản trị mình sẽ liệt kê là 10 bài viết thuộc chuyên mục tư vấn làm đẹp. Đây. Ví dụ mình muốn đăng thêm, mình muốn đăng thêm một cái bài viết về tư vấn làm đẹp nó chui ra đây. Thì mình phải vô phần bài viết để mình tạo. Đó. Bài nhật. Cái phần thứ hai, trên đây là phần shop. Phần shop. Phần shop ở đây nó có là danh mục sản phẩm, chăm sóc da mặt và review muốn bổ sung. Trong chăm sóc da mặt đó là chống lão hóa, chống nắng, chống nhăn gì đó. Ở đây là sản phẩm. Thì cái phần sản phẩm này sẽ khác ở phần bài viết ở chỗ. Có hình, nó có tên sản phẩm, nó có giá và nó có nút mua. Còn bên phần bài viết là nó chỉ có hình, tên, link vô xem, chứ không có phần mua. Hai này khác nhau. Thì mình muốn đăng một cái sản phẩm nào để người ta có thể mua hàng được trên website thì mình phải đăng ở một là product. Đây. Bên này nó có một product. Được chưa? Thì cái mục product này nó sẽ có một là product này nó có một category. Rồi. Category đây sẽ phân loại cho mình những cái chuyên mục trên này. Phân loại chuyên mục ở đây. Chăm sóc da mặt, viên bổ sung và những cái mục còn khác nha. Ví dụ mình muốn tạo thêm danh mục. Ví dụ mình muốn tạo thêm danh mục thì mình phải vô. Muốn tạo thêm danh mục sản phẩm thì mình sẽ vô là product category. Cái này. Mình tạo thêm. Còn tạo thêm như thế nào sẽ có bài tạo thêm bữa sau. Mình chỉ biết tôi muốn tạo thêm danh mục sản phẩm thì tôi phải vô sản phẩm và tôi vô
danh mục sản phẩm tôi tạo thêm. Đúng không? Đó. Rồi, ví dụ tôi muốn thêm một cái sản phẩm nằm trong một trong cái phần giảm mụn, thì tôi phải vô phần product và on product, tôi thêm vô. Thêm vô đó. Product. Và add new. Add new vô. Add new thì tôi đăng sản phẩm và tôi sẽ chọn nó là thuộc cái mục nào. Thuộc cái mục nào tôi sẽ cho đây. Còn quá trình mà thêm như thế nào sẽ có video sau. Mình biết là bây giờ muốn thêm sản phẩm để chui ra đây thì phải vô phần product và add new. Không? Hiện tại đây là giao diện cái phần WooCommerce này nó đang tiếng tiếng Anh, để chút xíu tôi chỉ cho bạn việc hóa lại tiếng Việt sau nha. Rồi, đó. Bây giờ. Rồi, cái thứ hai mình cần biết nữa là cái bay, cái trang. Cái trang. Ví dụ như là cái trang phần ví dụ giới thiệu chính là một cái trang. Cái trang dùng khi nào? Cái trang dùng khi muốn thiết kế tự do, không theo khuôn khổ hết là mình dùng trang. Còn tư vấn làm đẹp với liên shop là nó có hai khuôn khổ cho mình, hai cái khuôn mẫu cho mình biết rồi. Khuôn mẫu nhất là tin tức, nó là dạng bài viết. Khuôn mẫu thứ hai shop chính là nó là một cái dạng giống như sản phẩm, nó là một cái dạng giống như một cái trang sản phẩm, nó có giá và nó có giá tiền và có tên sản phẩm, nó có mua hàng. Còn bay là một cái dạng là tôi muốn thiết kế như thế nào đó, tôi muốn dùng bay. Thì bay nó sẽ quản lý trong phần bay nha. Bay sẽ quản lý trong phần bay. Trang nè. Không. Tất cả các trang. Chưa. Mình muốn thêm một cái trang nào đó thì mình sẽ dùng bay để mình thêm. Nha. Đó. Rồi, cái phần quản lý thứ hai mình cần nói đến chính là cái phần menu. Menu chính là cái cây này. Cái cây là từ cái cây mà để cái chữ trang chủ giới thiệu shop bên tư vấn này, nguyên phần này là menu nè. Menu ở chỗ này nè. Đó, nguyên khúc này. Đó là menu. Menu giống như là một cái mục lục của một cái cuốn sách gì đó. Mình cuốn sách mình làm viết nội dung đủ hết trơn rồi, mình liệt kê là trang 1 là gì, trang 2 gì đấy, ta đi vô ta lít vô đó để ta coi cho nó dễ. Thì menu nó là nằm trong phần menu. Menu được làm sau khi đã có hết những cái là trang và danh mục. Thấy không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ vô phần menu. Đây, giao diện menu. Ví dụ đây, cái giới thiệu đây nằm đây. Tôi muốn cái giới thiệu này nó ra phía sau cái phần liên hệ hoặc là phía sau cái phần shop. Thì tôi vô menu. Menu đây, tôi kéo cái phần giới thiệu nó xuống đây. Thì nó sẽ lưu đây. Menu. Đây à. Nó kéo ra, thấy chưa, đổi vị trí không? Đó. Rồi, đó là cái phần về quản trị những nội dung. Mình có bốn phần mình cần cơ bản mình cần phải nắm. Thứ nhất, bài viết. Thứ hai, sản phẩm. Thứ ba, trang. Thứ tư, menu. Bốn phần phải nắm. Nắm gì? Biết là khi nào muốn mà thêm bài viết là vô đâu, muốn biết thêm sản phẩm là thêm vô đâu, thêm đó sẽ ra chỗ nào trên website đó nha. Và cái thứ hai, cái thứ năm, cái tiếp theo là mình cần phải nắm tiếp nữa là cái phần UX log
VLOOC này là gì? VLOOC là những cái thành phần nó được lặp đi lặp lại nhiều lần trên website. Ví dụ như là dưới đây nó có, mình có là cái dưới cùng nè. Thấy cái dưới cùng không? Cái dưới cùng này gọi là footer. Còn cái trên cùng là header. Yeah. Thì cái footer nó được là lặp đi lặp lại, trang tư vấn làm đẹp, cái footer cũng giống nhau, trang liên hệ footer cũng giống nhau, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Thì nó sẽ dùng là bằng VLOOC. Mình ra chuột ở đây. Mình thấy nè. Edit Unit Builder. Thì nó được sửa trong phần VLOOC. Mình ra chuột ở đây, mình thấy là VLOOC. Thì nó được sửa trong VLOOC. Đây, VLOOC nó có là footer. Chỉnh sửa ở đây. Đó. Rồi cái phần thứ hai mình cần quan tâm nữa là header. Để sửa những cái liên quan header là mình phải vô là Lastom hay Option Header. Vô đây mình sửa được gì? Vô đây mình có thể sửa được là thay đổi logo, thay đổi màu sắc của header, thay đổi vị trí. Header vô đây. Header. Đó, vô đây. Vô đây vô logo, tôi bấm vô bánh hình cưa. Tôi đổi logo thành logo khác đi, bánh hình cưa. Đó. Và tôi muốn đổi logo khác thì tôi sẽ chọn logo khác để tôi đổi vô nha. Logo. Ví dụ Select Media, tôi đổi một cái logo khác đi. Ví dụ tôi đổi một cái hình này đi, hình logo đi. Không có hình nào, đổi lại này logo. Thì cái hình này tôi ra đây làm logo. Đó, nha. Đổi logo. Đó, hoặc là đổi logo. Đổi lời hình khác. Đó. Rồi mình muốn là logo mình nằm giữa thì bấm đây, logo nằm giữa, đúng không? Đấy, nằm giữa nè. Đó là mình phần header. Mình muốn cái menu mình như thế nào đó mình đổi, ví dụ muốn menu mình là muốn ở cái sạch phone nằm đây, muốn menu tab lên đây, mình bỏ menu lên đây. À, muốn mấy cái này nó đó, này nó vô xuống chút, dùng vậy cũng được, muốn đổi gì đổi nha. Đó là phần header. Đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là mình muốn chỉnh sửa, nếu như mình đang đăng nhập tài khoản quản trị, rồi nếu như mình đang đăng nhập tài khoản quản trị đi, quay đây. Nếu như mình đang đăng nhập vào tài khoản quản trị thì mình muốn sửa chỗ nào thì ở đây nó có nút, ở đây sẽ có một cái thanh gọi là thanh admin bar. Muốn sửa gì bấm đây, mình sửa luôn trực tiếp ở đây luôn, không cần phải vô trong quản trị. Dù mình không biết cái chỗ này vô đâu trong quản trị sửa, ok mình đăng nhập trong vô đây, vô có sai nhập. Ví dụ mình muốn bấm vào giới thiệu, giờ bấm vào giới thiệu đi, mình bấm vào trang giới thiệu đây, mình nhìn mình thấy cái hình này xấu quá, muốn đổi hình khác. Thay vì mình vô trang quản trị mình tìm cái chỗ sửa thì đây nó có sửa trang trực tiếp đây, để mình sửa luôn, sửa đây, sửa trang hay sửa bài viết hay sửa gì đó đây. Thì khi rêu đây thì sẽ có hai chỗ, sửa trang và sửa với Unit Builder. Nghĩa là mình sửa với Unit Builder thì nó có cho mình công cụ để mình thiết kế, còn sửa đây chỉ là sửa chữ thôi, sửa code thôi. Hai cái dù Edit Unit Builder ở đây thì sẽ ra công cụ của mình để mình kéo thả, mình sắp xếp, mình chỉnh sửa nó có đơn giản hơn. Này
Đó, bên này muốn sửa gì đó mình sửa. Rồi tới đây muốn sửa gì đó thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ bấm đầu chuột vô. Ví dụ muốn sửa hình đây thì bấm đầu chuột vô. Đây mình sửa hình. Đó. Muốn sửa hình nào bấm đầu, muốn sửa chữ bấm đầu chuột vô chữ. Để mà bấm đầu chuột vô chữ đây. Đó thì nó ra cho mình để mình sửa chữ. Đúng không? Đó. Nó chữ nó được cho sửa chữ đó. Sửa xong mình sẽ update, mình sẽ ra. Đó là cách, đây là cách sửa chữ. Rồi tương tự như vậy, mình muốn sửa những cái chỗ khác cũng vậy. Một đó là biết trực tiếp ở trong cái trang quản trị mình vô phần nào sửa, nãy giờ tôi giải thích. Còn không biết, ok, quên rồi, không biết, em cứ sửa đơn giản nha. Không biết thì em cứ vô, dù mình vô trong cái phần shop nè. Đây, em vô phần là dù chăm sóc da mặt này đi, rồi bộ sản phẩm chăm sóc da cơ bản Sakura đây. Mình thấy cái giá này nó không đúng, mình muốn sửa giá lại. Mình bấm vô sản phẩm này. Ở đây sửa sản phẩm thấy không? Sửa sản phẩm. Thấy sửa sản phẩm, bấm vô. Sản phẩm với bài viết á, sản phẩm với bài viết á, thì mình không cần phải là sửa với dạng unit builder. Mình chỉ cần sửa trực tiếp thôi, sửa tiếp vậy thôi. Còn chừng nào trang á, mình mới sửa với unit builder nha. Ở đây có cái giá nè, mình sửa giá đây, mình sửa lại giá mới ở đây. Đây có giá nè, mình sửa lại giá mới đây. Ở update là sửa giá cho mình hoặc là sửa nội dung ở đây mình sửa. Đó là tổng quan về cái cách mà mình hiểu những dữ liệu của website nằm đâu, trang và bài viết, sản phẩm. Ở đây khi mà chỉnh sửa nó sẽ có hai công cụ để mình chỉnh sửa. Là công cụ là Unit Builder. Unit Builder là công cụ dùng để thiết kế. Thiết kế là mình có thể là mình sắp xếp layout các kiểu để mình ra một cái layout khác. Đi nhau nó đẹp hơn theo ý mình. Còn sửa là chỉ sửa nội dung thôi. Sửa nội dung dành cho gì? Dành cho bài viết và sản phẩm để sửa nội dung. Dành cho bài viết là tư vấn làm đẹp nè. Shop là nội dung. Được chưa? Rồi, cái đó là phần tổng quan nha. Tổng quan để mình nắm được muốn sửa cái gì đó trên website thì mình vô đâu. Muốn sửa header thì mình sẽ vô phần Lasom thì option header. Muốn sửa footer thì mình kéo xuống footer edit unit builder ở phần unit lock. Rồi muốn sửa trang chủ thì mình phải edit trang á, muốn sửa trang á là phải là edit unit builder. Đó, muốn sửa trang giới thiệu phải edit unit builder. Muốn thêm sản phẩm là phải thêm trong phần product. Add new. Muốn thêm bài viết phải thêm ở phần tư vấn làm đẹp. Đó. Được chưa? Đó là như thế. Rồi, đó là video đó là mình nói về tổng quan các tổng quan. Yeah. Right.